Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hợp, 18 tuổi, trú tại Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình về hành vi cướp giật tài sản. Mục tiêu mà Bùi Văn Hợp hướng đến là các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đồ trang sức trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Văn Hợp đã gây ra ít nhất 4 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn quận Hoàng Mai. Với thủ đoạn giả vờ làm khách và mua hàng, đối tượng đã cướp tài sản rồi bỏ chạy. Thông tin về những vụ cướp giật táo tợn này đã được nhân viên cửa hàng vàng bạc trình báo công an quận Hoàng Mai. Cơ quan công an đã khoanh vùng và bắt giữ đối tượng tại quán internet trên phố Tân Mai. Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Hợp khai nhận đã đem bán tang vật cướp được và dùng số tiền đó để chơi game. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.